chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư nơi duy nhất bán vàng 4 số có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. Ev Princess Cosmetics sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới bốn không tám năm không chín Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 6100 và 714 487 7889. Paid for by Didra Thu Hà Nguyễn for Assembly 2022. Princess Lifestyle 1800 990 8319. Chọn hai món ưa thích khác nhau hay giống nhau chỉ 3 đồng 99 chí tại tiệm McDonald's có tham gia. Good morning, Ngọc Lan Hoàng Trọng Thủy trân trọng kính chào tất cả quý khán tích giả Chào đến quý vị đến với cà phê sáng của ngày thứ ba hôm nay Gửi đây chào Ngọc Lan Xin chào anh Thủy, kính chào quý khán giả Và tại Reno, Nevada tối ngày hôm qua ở Grand Hotel Resort đã diễn ra cuộc thi Hoa hậu nước Mỹ 50 thí sinh kể cả Puerto Rico đã tụ về Reno để tham dự và cuối cùng sáng nay chúng ta mới biết chắc chắn được thực sự tối qua biết hết rồi Mà sáng nay có thêm tin tức và họ nói đây là lần đầu tiên trong lịch sử người gốc Á có một hoa hậu nước Mỹ wow. đây là Bonnie Gabriel cái tên họ tên tên đầu tiên của cô cái tên gọi của cô lạ lắm bắt đầu bằng chữ E R R rồi phẩy cái mới là Boni Cho nên mình đọc là R Boni à, Thưa quý vị Trong một bức ảnh Mà trên báo chí đăng sáng nay đó Mình mới thấy được cái nét đẹp Kinh hoàng Tại sao nét đẹp kinh hoàng nét đẹp kinh Bởi vì Nhìn, đầu tiên vào đó Quý khán thính giả về Ngọc Lan thấy cái gì trước Vừa mới nhìn cái hình này thôi cái Yeah Thấy không cho nên quý vị thấy đó, những thí sinh nào có đôi môi dày mộng là thấy hơn 50% là có có khả năng chiến thắng. <laughs> đôi môi rất đẹp thưa quý vị. Và không biết được cô có like không? Mình chưa có đi vào sâu chi tiết về tiểu sử gốc khác của cô phải không? Thì báo chí chỉ nói là cô gốc Á và và xem nữa đó thì gốc Filipino. À, ở Texas. Cô từng là Miss Texas USA trước đây và với dáng vẻ một trong những điểm đã cộng thêm điểm thắng cho cô đó là nhờ cô trả lời về một câu hỏi cũng khá là khó đó là về biến đổi khí hậu khán giả hỏi cô chứ cô nghĩ sao về tình trạng biến đổi khí hậu như thế này và cái ảnh hưởng khí hậu đến với con người quả đất như thế nào và nếu cô làm hoa hậu cô có thể làm gì để có thể giúp tạo ảnh hưởng tốt cho việc thay đổi khí hậu thì cô trả lời rất là hay, cô nói rằng nếu mà thành công và, và và những cái gì đang diễn biến hiện nay cần mọi người phải quan tâm hơn nữa thưa quý vị. Cho nên vào theo dự trù tháng riêng 14 tháng 1 năm 2023, Hoa hậu Hoàn Vũ năm nay sẽ tổ chức tại New Orleans, Louisiana. Cho nên à. New Orleans sẽ là nơi tổ chức thi hoa hậu hoàn vũ vào sang năm. Đây là một trong những trang phục mà cô đã được mặc. Họ à, được một cái đó là vì người gốc Filipino, cô lại chọn những người thiết kế thời trang cho cô cũng là gốc Filipino luôn, cho nên tạo thêm cái nét đẹp. À, bình thường thì thấy lúc mà cô tôi nhìn thấy có cái hình mà cô chưa có trang điểm đó rất là dễ thương, nhẹ nhàng nhưng mà đây cộng thêm nữa à, và như chúng tôi đã thưa đó cái đôi môi à, tự nhiên này đã giúp cho cô chiến thắng à, không những thế lông mày cũng đẹp ha lông mi đôi mắt này vẽ mũi, cho nên không biết góc Filipino yeah. Anh Thụy đang nhắc đến là cuộc thi Hoa hậu Mỹ. Thành ra làm Ngọc Lan cũng nhớ đến cuộc thi vừa diễn ra ở Việt Nam. Đó là cuộc thi gọi là Miss Grand 2022 của Việt Nam một cuộc thi nói chung là để lại cho người ta một ấn tượng kinh hoàng <laughs> kinh hoàng là bởi vì sao có lẽ là trong thời gian qua ai mà theo dõi ở trên các mạng xã hội đó quý vị biết cái cuộc thi này nó nó gây cho người ta một cái sự gọi là chấn động là bởi vì có cái màn mà giới thiệu tên á oh. mỗi một hoa hậu bước ra Không giới thiệu thích. tên thay vì ví dụ như là À, tôi tên là nguyễn thị a đến từ uh, tiền giang ví dụ như vậy đi thì bây giờ họ không nói bình thường như vậy mà họ rống lên họ rống lên và họ Hét. giống như là kinh khủng Chưa Càng bao tạo giờ... được cái hết mà kinh dạ, tởm bao nó, nhiêu nó thì nó là ghê lắm hay lắm luôn á uh, mà cái đó là để để lại một cái ấn tượng người ta tất cả kêu bằng là họ nói là họ không thể tưởng tượng có một yeah. cái cuộc thi mà nó nó kệt cỡm đến như vậy ở cái màn mà giới thiệu tên mà chẳng hiểu ai đạo diễn cho cái này. Thì chỉ có thể nói là có lẽ là do um, hồi năm ngoái đó có một cô việt nam đi thi cái cuộc thi này mà mang tính uh, quốc tế tức là nhưng mà trong khu vực uh, đông nam á thôi cũng hét lên thì cô vậy. đó không phải cô hét lên như vậy nhưng <laughs> mà khi mà cổ sướng tên cổ lên thì cô nói là cái chữ việt nam á thì cô kéo dài ra ví dụ như người ta nói là uh, tên đó đến từ việt, việt nam, việt nam. À. bình thường thì cô việt nam cái kiểu như vậy thành ra bây giờ cái đến cái cuộc thi này tổ chức cho riêng việt nam thôi thì mấy cô đó đến cái màn đó thì không thể nào tưởng tượng được là mấy cô đó đã hò hét như thế nào mà người ta nói là mình có thể vào youtube mình xem vào được. youtube xem được ở trên này thì không có mở tiếng được do hồi trước á cái lúc mà ở vòng sơ khảo ngọc lan cái copy nguyên một cái đoạn lúc mà ngọc lan cắt nguyên cái video đó để bỏ lên facebook của ngọc lan đó nhiều người vào xem còn hỏi là, ồ cái này là giống như là người ta uh, làm chơi á, uh, người, người ta là làm người ta cho méo cái tiếng yeah. đi hoặc là, nó không phải cái đó là cuộc thi thật là như vậy. Rồi mình tưởng đâu là ở cái vòng sơ khảo đó là người ta đã có cái sự khi mà người ta lên tiếng nhiều quá, người ta nói nó dị hợm quá, dùng những cái chữ kịch cỡm hay là dị hợm Tôi... hay là quái đản thì mình tưởng ra là được. sau đó nó sẽ thay đổi nhưng mà không ngờ vô đến cái vòng chung kết nó Cũng vẫn thế tiếp tục thôi. như vậy mà giới thiệu. cho nên là không hiểu là cái cái suy nghĩ của họ là cái gì khi mà bây giờ mình tưởng tượng một hoa hộ mà bước ra mà bới một cái một cái giọng thét lên như vậy mà nó gớm ghiếc như vậy thì nó là sao. đạo diễn có một phát minh một thiết kế mới để làm thay đổi <laughs> cuộc thi hoa hậu à, tôi nghĩ rằng họ cũng muốn tạo ra cái sự mà chú ý hơn nữa à, và cũng có thể là lần đầu tiên trong lịch sử thế giới một cuộc thi hoa hậu mà chúng tôi nhìn thấy các cô cô nào cũng xinh đẹp hết á yeah. mà lần đầu tiên ở tại việt nam lịch sử thế giới lúc mà giới thiệu là phải hét mà đến độ mà tôi cũng không tôi có xem qua cái đoạn video này mà tôi cũng không hiểu được cố đến từ đâu có người thì tôi nghe được à hà nội rồi có người nghe được An Giang vân vân nhưng mà cái tiếng hét rồi giới thiệu tên cũng hét giới thiệu ở đâu cũng hết yeah. rồi cái gì đó cái lúc cái đó người ta không nghe. có nghe được nữa yeah. giống như rồi họ không có control được cái giọng cái lúc đó là giọng như gì. ví dụ như người ta nói là ở Hà Nội thì Hà Nội Hà Nội thì thì cái vấn đề chính đó người đạo diễn họ nói các em hát làm sao mà các em hát càng hay bao nhiêu ở dưới nó vỗ tay và ủng hộ bao nhiêu đã, rống hả? lên bao yeah. nhiêu đó, thì em các em càng nổi trội và có thể đó là một trong những điểm tính vào cái sự cường độ của các thí sinh này thưa quý vị. Um, ừ, hôm uh, cuối tuần chúng tôi nghe một cái bản tin liên quan đến uh, việc tìm kiếm một người thợ lạnh, một người lạnh và thường đó ở California San Diego cho tới uh, Long Beach họ có những uh, cái tổ chức những cái nhóm về kể cả trường dạy để lạnh nữa bởi vì không đơn giản là quý vị có thể đeo cái bình dưỡng khí này rồi lặn xuống nước rất là nguy hiểm nếu mà không biết thở có thể dẫn đến tử vong à, nước vào trong phổi hoặc là phổi bị à, động hoặc là trong máu có bong bóng không khí vân vân cho nên à, những ai muốn lặn đó, à, nhất là độ sâu càng sâu bao nhiêu thì càng phải trải qua cái đợt huấn luyện hít thở và làm quen với cái việc mà đeo cả một cái à, cục tạ để mà có thể chìm xuống dưới nước à, chuyện gì xảy đến và người à, được xem là nạn nhân trong cái vụ này lại là một người gốc việt mời quý vị theo dõi tin tức ngay sau phần quảng cáo